Hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị cách sử dụng tính năng ghim tin nhắn trên Zalo. Và đây là tính năng ghim tin nhắn. Vậy thì tính năng ghim tin nhắn cho phép anh chị đóng đinh một tin nhắn quan trọng lên đầu danh sách chat, giúp cho anh chị dễ dàng tìm kiếm và xem lại thông tin đó bất cứ khi nào cần, thay vì anh chị phải lướt lên, lướt xuống tìm kiếm một tin nhắn cụ thể. Thì với cách ghim, anh chị chỉ cần chạm vào là thấy ngay. Đây là cách cực kỳ hay, anh chị nào cũng nên biết dùng tính năng này. Bây giờ em sẽ hướng dẫn anh chị cách dùng như sau. Ở đây có hai chiếc máy, giả dụ hai chiếc máy này nhắn tin với nhau, thì anh chị muốn ghim tin nhắn trên chiếc máy của anh chị. Anh chị nhắn giữ vào cái phần tin nhắn, sau đó anh chị bấm vào chữ ghim. Và khi anh chị ghim thì anh chị thấy ở trên cùng nó có một cái danh sách, anh chị có thể bấm vào mũi tên để anh chị xem tin nhắn mà anh chị đã ghim. Khi anh chị chạm vào tin nhắn ghim thì nó sẽ có cái đường ở đây nó chớp xanh lên để tìm kiếm cho anh chị. Anh chị nhắn tin một đoạn dài, ví dụ như anh chị nhắn tin một vài tháng trước, nhưng anh chị ghim, anh chị chạm vào là sẽ thấy ngay cái tin nhắn, cực kỳ tiện lợi. Đối với người dùng cá nhân đang sử dụng bản Zalo miễn phí thì anh chị có thể ghim được 3 tin nhắn ở lên trên. Bây giờ em sẽ chạm vào, em ghim 3 tin nhắn cho anh chị xem. Khi anh chị ghim được 3 tin nhắn thì cái máy đầu bên kia, nghĩa là hai anh chị cùng có một cái trang chat qua lại với nhau, cũng sẽ thấy cái danh sách mà đã ghim. Cách này nó rất là tiện lợi, trong kinh doanh thường hay áp dụng cách này. Còn đối với anh chị nào mà dùng bình thường thì đôi khi ghim để đánh dấu sẽ làm phiền người khác. Anh chị cảm thấy phiền khi sử dụng tính năng ghim tin nhắn thì anh chị chạm vào, anh chị chạm vào danh sách, anh chị bấm nhắn giữ vào cái tin ghim, anh chị chọn cái tin nào mà anh chị thấy ghét nhất hoặc là anh chị không thích thì anh chị có thể chạm vào và anh chị bấm bỏ ghim, chọn bỏ ghim ở đây. Anh chị có thể bỏ ghim hết luôn đấy, anh chị có thể bỏ ghim hết cả 3 tin nhắn. Và anh chị lưu ý là khi anh chị bỏ ghim như thế này thì ở bên đầu bên kia cái máy của người ta cũng tự động bỏ ghim tin nhắn, hai máy lúc này không còn ghim tin nhắn nữa. Và nếu như anh chị nhắn giữ và anh chị ghim 3 tin nhắn như thế này, bây giờ em sẽ mặc định em ghim cho anh chị 3 cái tin nhắn, sau đó thì anh chị không thể nào ghim thêm một tin nhắn nữa. Hiện tại là anh chị ghim được 3 tin nhắn, 3 cái danh sách tin nhắn xong. Bây giờ anh chị muốn ghim thêm một cái tin nhắn, ví dụ như anh chị có một cái tin nhắn này anh chị muốn ghim nữa, nó ghi là danh sách tối đa 3 ghim, bạn cần bỏ bớt một ghim cũ. Sau khi anh chị muốn ghim một cái tin nhắn thứ tư thì bắt buộc ở 3 cái tin nhắn trước đó anh chị phải bấm vào dấu trừ, bấm bỏ ghim bớt một cái, sau đó ở dưới cùng anh chị bấm thêm ghim mới. Cách này rất là hay, ví dụ như anh chị muốn tìm lại số tài khoản của người ta để anh chị chuyển khoản thì anh chị chạm vào đây và anh chị bấm vào là nó tìm cho anh chị thấy cái danh sách tài khoản để anh chị chuyển khoản, rất là nhanh chóng và cực kỳ tiện lợi. Ngoài ra ở cái mục ghim tin nhắn này, anh chị chạm vào đây, anh chị có thể bấm vào cái chữ chỉnh sửa, sau đó anh chị bấm bỏ ghim, bỏ ghim ở đây và bấm xong. Lúc này cũng là một cách bỏ ghim. Và trong cái quá trình chat á, thì anh chị có thể là xóa bỏ những cái tin nhắn như thế này. Ví dụ như anh chị muốn xóa bỏ một cái tin nhắn nào đó thì anh chị nhắn giữ vào tin nhắn đó, sau đó anh chị bấm vào trong cái chữ xóa và bấm xóa. Vậy đó, rất là dễ. Còn nếu như anh chị xóa tin nhắn nhiều, ví dụ như anh chị muốn xóa nhiều tin nhắn thì anh chị nhắn giữ một cái tin nhắn nào đó, anh chị bấm chọn nhiều,
Ở đây nó sẽ cho anh chị tích ô. Sau đó anh chị bấm xóa. Vậy là xong. Vậy là anh chị đã hoàn thành cách ghim tin nhắn và cách xóa tin nhắn một cách cực kỳ nhanh chóng. Và video đến đây là hết. Nếu như anh chị nào thấy hay, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khách và quý khán giả trong video tiếp theo. Chúc anh chị đang xem YouTube một ngày thật tốt lành. Nếu như anh chị nào có nhu cầu mua điện thoại, phụ kiện, anh chị có thể vào kênh Giao Huy Uy Tín. Đây là kênh YouTube phụ của em, chuyên bán điện thoại và phụ kiện chính hãng.